Thưa quý vị, hôm nay 16 tháng 5, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các bị cáo khác trong vụ án Việt Á tiếp tục tiến hành xét hỏi. Trong vụ án này, bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó trưởng phòng kế toán CDC Bình Dương, bị kết luận đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu theo chỉ đạo của ông Nguyễn Thành Danh, cựu giám đốc CDC Bình Dương. Tuy được tòa giải thích, song bị cáo Phong kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự với lý do bị cáo chỉ là cấp dưới, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không được hưởng lợi, không được ai đưa tiền. Trước đó, người đại diện của công ty Việt Á trình bày bản sơ thẩm buộc công ty Việt Á trả lại số tiền hơn 600 tỷ đồng với cáo buộc thu lợi bất chính là không có căn cứ. Theo người đại diện của công ty Việt Á, công ty không dùng kết quả nghiên cứu của đề tài mà sử dụng kết quả nghiên cứu của chính mình để sản xuất kit xét nghiệm. Việc cơ quan điều tra xác định giá như trong hồ sơ vụ án là hơn 143.000 đồng một kit xét nghiệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công ty. Phía công ty Việt Á cũng cho rằng công ty bán kit test cho không chỉ đơn vị nhà nước mà còn bán cho cá nhân doanh nghiệp tư nhân. Việc bán sản phẩm cho các đối tượng này chỉ thực hiện theo hợp đồng giữa hai bên, không vi phạm pháp luật nên không thể quy kết tiền thu được từ các hợp đồng này là thu lợi bất chính. Công an các tỉnh miền Tây vừa đưa ra cảnh báo thủ đoạn thuê học sinh sinh viên mở tài khoản ngân hàng với giá từ 200.000 đến 500.000 đồng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc điều tra, truy vết tội phạm. Các đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại di động có sẵn SIM để đến ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ, sau đó yêu cầu đưa lại điện thoại, mật khẩu OTP của tài khoản ngân hàng đã đăng ký và các thông tin liên quan. Với mỗi tài khoản đăng ký thành công, học sinh sẽ nhận được tiền thù lao từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. Lực lượng công an đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia mua bán thông tin cá nhân để các đối tượng sử dụng vào hoạt động rửa tiền và hoạt động vi phạm pháp luật. Nếu phát hiện hoạt động mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn và giải quyết kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với việc đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao. Hiện hoạt động lợi dụng không gian mạng để tiến hành phạm tội đã gia tăng cả về phạm vi với thủ đoạn tinh vi, nhất là công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Theo Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, năm 2023, trên cổng cảnh báo an toàn thông tin ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại hơn 390.000 tỷ đồng, tương đương 3,6% GDP. Trong đó có 91% thông tin liên quan lĩnh vực tài chính, tăng 64,78% so với năm 2022. Tỷ lệ người dùng nhận tin nhắn cuộc gọi lừa đảo trực tuyến lên đến 73%. Dựa trên cái việc là phát triển công nghệ dẫn tới cái việc tạo lập những cái trang mạng, những cái tài khoản, những cái fanpage, những cái kênh ở trên cái mạng xã hội phục vụ cho cái lực đảo trực tuyến này ấy, rất là dễ dàng. Thứ hai nữa là liên quan đến cái tính ẩn danh ở trên cái không gian mạng. Bất kỳ một người nào, bất kỳ một tổ chức nào đều có thể tạo lập những cái trang mạng, những cái fanpage để mà tiến hành giả mạo các cái cơ quan, các cái tổ chức khác nhau để phục vụ công tác lừa đảo trực tuyến đấy. Bộ Công an thời gian qua đã liệt kê 24 hình thức lừa đảo trực tuyến, từ những hình thức tinh vi nhất như lừa đảo bằng các video deepfake, hình ảnh, thông tin giả mạo sai sự thật, đến giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, cán bộ thuế gọi điện qua giao thức Internet, hăm dọa người bị hại, sau đó chiếm đoạt thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản. Hiện nay là cái phương tiện phổ biến nhất là gọi điện thoại đến và giả dạng là cái đơn vị công quyền, ví dụ để lừa khách hàng cài đặt những ứng dụng. Ví dụ như là lừa cái đặt là VNEID này. Thứ hai là gọi điện thoại đến để thông báo khách hàng đang được nhận quà, nhận tiền, nhận thưởng. Thế thì thông thường là chúng ta hiện nay chúng ta hết sức lưu ý tất cả những trường hợp đấy. Và nếu mà khách hàng không thực hiện những cái hướng dẫn mà mình không xác định được nguồn gốc, đúng không? Không xác định được cái đấy là từ những cơ quan chủ công quyền hoặc là những người mà chúng ta đã được biết, thì không nên thực hiện tất cả những hướng dẫn đấy. Vụ Kinh tế số và Xã hội số Bộ Thông tin Truyền thông vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định thay thế nghị định 72 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Một trong những nội dung được quan tâm là yêu cầu xác thực số điện thoại khi đăng ký tài khoản trên mạng xã hội. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước đã ra quy định từ mùng 1 tháng 7 2024, chuyển tiền qua tài khoản trực tuyến hoặc nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng phải được xác thực sinh trắc học qua khuôn mặt.